chào tất cả mọi người, mình tên là Quốc Anh. Năm nay mình 22 tuổi, hiện tại đang là sinh viên và đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tập thì mình 78kg, mình gặp một số vấn đề về phản xạ chậm, đặc biệt là mỡ bụng của mình rất là nhiều. Trước đây thì mình có tham khảo một số bài tập ở trên mạng, đặc biệt là mấy bài về body weight thì mình bị khá là nhiều lỗi, nên là dẫn tới việc tập luyện nó bị kém hiệu quả. Trước đây thì bạn Quốc Anh khá là thừa cân và tập sai kỹ thuật rất là nhiều. Sau đó thì mình có hướng dẫn bạn đó một số bài tập về sức mạnh và sức bền. Dựa vào nhu cầu và thể trạng của Quốc Anh thì Daniel đã lên cho bạn cái giáo án tập thiên về calisthenics và CrossFit. Mục đích của mình để tập gym là chủ yếu là để khỏe thôi. Và việc tập với lại anh Daniel cũng đã giúp mình cải thiện về sức khỏe và lượng mỡ bụng của mình đã giảm đi đáng kể. Quốc Anh là một người rất là mê game, không quan tâm tới chuyện tập thể dục thể thao. Khi mà gặp mình thì mình đã hướng dẫn bạn chỉnh sửa kỹ thuật và cũng như là truyền động lực cho bạn, giúp bạn tập luyện một cách đúng đắn hơn. Việc mình tập với lại ông Daniel thì rất là áp lực, và điều đó giúp mình có cái động lực, mình biến cái áp lực đó thành cái động lực để mình tập luyện tốt hơn, để cải thiện hơn từng ngày. Thì người ta nói là áp lực tạo nên kim cương. Sau khi tập luyện với lại anh Daniel, vóc dáng của mình cũng được cải thiện và những hoạt động thường ngày cũng không dễ bị mệt như trước. Cùng với đó thì giấc ngủ của mình được cải thiện đáng kể. Những bạn nào mà hiện tại đang chưa có quan tâm lắm tới vấn đề đi tập luyện thì các bạn nên thử xem xét và tới phòng gym để tham gia các hoạt động tại phòng gym đó. Mình chắc chắn là sức khỏe và tinh thần của các bạn sẽ được cải thiện rất là nhiều.